Hello hello, rất là vui được gặp lại mọi người trong cái video ngày hôm nay. Thì lần đầu tiên thì cho mình chúc mọi người có một ngày mới làm việc thật là hiệu quả và có nhiều niềm vui trong cuộc sống nhé. Rồi, vẫn là Hồ Điệp ơi Hồ Điệp, rất là yêu các em luôn. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người đó chính là một ít hồ điệp. Đây là cái dòng hồ điệp mà nó chưa ra bông bao giờ nhé các bạn nhé. Chưa ra bông tức là hàng tơ đấy. Đây này, ví dụ như là một chậu này có thể là 1, 2, 3, 4 cặp lá đúng không? Thì mình cứ nói là 3 cặp lá đi cho nó dễ. Thì những thằng này là hàng để cho chúng ta chơi Tết nhé. Mình xin nhắc lại rằng là cái hàng này là mình sẽ bán giá là 100k một chậu. Nếu như mọi người mà mua trên 4 chậu thì mình sẽ miễn phí tiền ship cho mọi người. Còn đâu nếu mà dưới 4 chậu thì mọi người hãy trả tiền ship giúp mình nhé. Thì giá mình sẽ để liêm yết trên màn hình. Và số điện thoại thì mọi người cũng mình cũng để trên màn hình để mọi người dễ liên lạc nhé. Thì nếu như mọi người mà gọi điện cho mình không được thì tức là lúc đấy mình đang bận tư vấn cho khách, thì có thể là sang bên Zalo chúng ta trao đổi với nhau lấy thông tin, rồi là mình sẽ gửi hình ảnh hay là các bạn muốn cái gì thì mình sẽ cập nhật và mình sẽ trao đổi cho nhau cái đấy. Ví dụ như một cái chậu này đi, thằng này là xin nhắc lại là hàng xổ số. Hàng xổ số tức là sao? Tức là hàng này là hàng mình không biết được nó là cái loại màu gì cả, không cũng biết được nhé. Cây nó rất là sung, các bạn nhìn này, rất là sung đúng không? Hàng tơ chưa bao giờ ra bông nên vì vậy mà mình không thể biết được cái màu sắc chính xác của nó là như thế nào. Nhưng mà mình sẽ chọn màu theo kinh nghiệm của mình thôi. Các bạn để ý này, lá của nó đây đúng không? Lá này rất là dài. Em này, đây các bạn tưởng tượng này, đấy lá nó đấy, đây lá nó đấy. Không phải cây nào cũng như thế này nhé mọi người nhé, không phải cây nào cũng như thế này. Ví dụ như một cây này đi, đây ví dụ như cái này này, thằng này chắc chắn là màu tím rồi đấy, bởi vì sao lá nó màu tím này đấy, cái lá ngọn đầu tiên mà màu tím như thế này thì theo kinh nghiệm của mình thì là bông sẽ là màu tím nhé. Đấy ví dụ thằng này nó lá này ạ, này đây đúng không? Đó, thằng này nó cây rất là sung bởi vì nó chưa có răng ngồng. Mình xin nhắc lại giá là 100, mua 4 cây mình sẽ bao ship cho mọi người. Ví dụ như em này, này, ôi trời ơi, mọi người nhìn thấy không? Cái rễ của em đây này, mình chia sẻ cho mọi người chút xíu nhé. Ví dụ như những cái hàng này đúng không? Khi mà các bạn mà mua về, các bạn bỏ cái bầu nhựa ra, các bạn để nguyên cho mình cái bầu đất này vào trong chậu nhé. Sau đó là các bạn chăm làm sao mà từ bây giờ cho đến khoảng giữa đến ngày 15 tháng 10 đấy. Đến ngày 15 tháng 10 thì lúc đấy là khoảng độ được hơn 1 tháng rồi, thì các bạn dễ lúc đấy nó sẽ bám ra thành chậu đúng không? Nó bám ra cái giá thể mới. Thì lúc đấy là cây rất là sung rồi, thì các bạn sẽ bắt đầu kích bông cho mình, kích bằng cái loại mà phân là 630-30 đấy, của hãng Growmore đấy. Hoặc là của đầu trâu cũng được, không sao cả, miễn là sao cái loại mà là kích bông. Thì các bạn dùng cái loại đấy thì là nó sẽ rơi bông vào đúng dịp Tết Nguyên đán này nhé. Thì cây nó sẽ trổ bông vào đúng dịp Tết này nhé. Thế nên vì vậy mà mình khuyên các bạn rằng nếu bạn nào mà có nhu cầu về chơi lan hồ điệp mà muốn đón lan có hoa chơi Tết vào Tết Nguyên đán này đấy, thì mọi người lên đặt cái loại cái dòng này, nên chơi cái loại này nhé, thì sẽ là tuyệt vời nhất. Chúng ta chỉ có 1 tháng thôi, tức là từ bây giờ cho đến ngày 15 chỉ có 1 tháng thôi, làm sao cho cây nó thật là khỏe mạnh thì lúc đấy chúng ta sẽ kích bông là ok nhất. Rồi thì mình có sưu tầm một chút xíu thôi, hàng nó không có nhiều nên vì vậy mà mọi người cố gắng liên hệ với mình để nhận những cây hồ điệp nó sung nhất nhé. Nè hàng này dù mình phải dùng quạt các bạn nhìn này, quạt này, đáng cái quạt này để cho cây nó khô để đóng hàng cho mọi người nó thật là chất lượng, không để xảy ra cái trường hợp mà thối lá thối nhún. Đây thường là một cây nó khoảng từ 3 đến 4 cặp lá nha mọi người. Đây 1 2 3, em này chắc chắn màu tím rồi, lá tím này đó. Chạy đâu cho thoát. Đây cũng vậy này. Đây là một cây màu tím là chắc chắn rồi này, đấy lá nó rất là bự đúng không, rất là sung. Hàng này là mình bán là bây giờ thì mọi người thì mua cái thằng này thì giá nó sẽ mềm hơn, rẻ hơn, gần Tết thì giá nó sẽ mắc hơn chút xíu. Nhưng quan trọng là mọi người trồng cái cây hồ điệp nó phải sống nha mọi người nhé. Thì đấy là theo như cái kinh nghiệm mà trồng hồ điệp của mình một thời gian, thì mình thấy là cứ vào giữa tháng 10 dương lịch là mọi người kích bông thì nó sẽ ra bông nhé. Rồi, rất là nhiều hồ điệp luôn. Thì nếu mà mọi người này mà ai mà có nhu cầu về cái quan tâm đến dòng hồ điệp này thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại là 0902 889 523. Mình sẽ để số điện thoại ở trên màn hình nhé. Đấy. Thường thường là một chậu khoảng độ 3 cặp lá trở lên nhé. 1 2 3 4, em này 4 rưỡi này. Lá nó rất là dài, bông của nó. Ô, em này lại màu tím rồi. Ôi, mọi người nhớ đặt hàng sớm nhá. Chứ em cũng không hứa rằng là hàng này nó có nhiều đâu, bởi vì là gần đến Tết thì giá rất là mắc mà người ta cũng muốn giữ hàng đấy để lên giá đấy. Mọi người nhé. Rồi hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.